người yêu người phụ nữ vì cái tính cách của họ, và người người yêu đầu tiên của em là một cái minh chứng như vậy. Anh đã không có kể cái chuyện đầu người yêu đầu tiên mà có chồng anh đây đó tên. Mấy này chương trình thôi nhưng mà hạnh phúc gia đình dân trọng. Mấy kể coi chuyện khác thôi. Anh đề nghị chương trình cho em cái tờ giấy và cái bút. Sao vậy? Cho ký. Chứ gì nữa. Trời ơi, ngồi với chồng mà nhắc người yêu cũ nữa chứ. Bất chấp mà, anh... thông cảm đi, bất chấp do người ta bất chồng chấp em mà. Vậy chứ không biết ghen là cái gì đâu. Người ta thường nói từ ánh mắt đến trái tim, phải ánh mắt trước. Đúng, ánh mắt mới tới trái tim. Ánh mắt mới đến trái tim. Chị... nói hay quá, đổi kèo. Hai chị, tới hai chị. Đổi kèo. Đàn ông yêu bằng mắt, khẳng định. Đàn ông yêu bằng mắt đúng không em? Đúng chưa? Thật sự nãy giờ em nói gì em không biết gì hết. Thật sự đàn ông là như vậy. Đúng. Ai mà không yêu bằng mắt đúng không? Đúng rồi. Ai mà không thích cái đẹp? Phụ nữ không yêu bằng mắt không gì đàn ông. Trời ơi, dễ sợ vậy. Đàn ông không có tầm thường như vậy, hiểu không? Đúng rồi, đàn ông không tầm mắt chỉ là giả bộ thôi. Chứ đàn ông yêu bằng gì? Yêu bằng là cảm nhận, đúng không? Minh chứng liền. Minh chứng liền, người phụ nữ mà nói chuyện xàm xàm, thiếu thông minh là không yêu. Không, đàn ông không phải yêu bằng mắt, trái tim rung động mới là yêu. Trời ơi, cái này dễ sợ thiệt. Mới nói em cãi em. Dễ sợ thiệt. Trời đất ơi, cầu thủ mà tráo trở, dễ sợ. Tự nhiên nãy nói cái nãy sao anh không nói giống vậy? Quên hết rồi. Giống như em cũng quên hết rồi. Quên hết rồi. Đức Thịnh yêu Thanh Thúy, có phải là vì cô ấy quá đẹp không? Đúng. Bây giờ anh dám nói gì Thúy xấu không? Người ta nói sống với nhau đến bạc đầu răng long. Đúng. Đúng không? Lúc mình già đâu yêu nhau bằng mắt nữa đâu. Đúng rồi. Đúng không? Không có ai yêu bằng mắt, yêu lúc bằng trái mắt tim. Mờ rồi. Đúng không? Yêu bằng đúng trái rồi. Tim. Nhưng mà không có cái con mắt lúc đầu thì không bao giờ có cái kết thúc về già. Đúng. Để. Anh cãi vợ đi, anh dám cãi vợ đâu. Có những người sinh ra họ không có được trời phú cho một đôi mắt để nhìn sáng được. Đúng. Đúng chưa? Thế họ yêu bằng cái gì? Đúng. Trời ơi. Họ yêu bằng cái gì? Sắc thôi con Vinh. Ôi. Xuất sắc. Nói như vậy những người đàn ông mù không được yêu à? Không được yêu à? Xuất sắc luôn. Phản Nguyệt. Ê, cái kia, nguy hiểm cái kia nó đưa ra mạnh quá, nguy hiểm chi? Hay làm những cái nét nguy hiểm quá vậy đi. Nó mạnh quá. Thật sự. Nó mạnh lắm. Anh Vinh nói rất đúng. Em cũng đồng ý nhưng mà tại vì em bị lật cái bài chứ nên em phải lật kèo với anh luôn. Lật liền. Người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồn. Con mắt là cửa sổ tâm hồn. Có nghĩa là con mắt và tâm hồn bằng nhau thì không có mắt nhưng mà có tâm hồn là vẫn yêu được. Đúng rồi. Mình nhớ. Hay. Trời ơi, em sâu sắc thiệt luôn á. Là em đang sao? Bà đang bên á, là yêu bằng mắt, bà nói yêu bằng tâm hồn là bà gãy rồi đó. Ý là của tâm hồn nó sẽ thay cho mình bằng đôi mắt là bởi vì không có mắt không yêu được. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn thì con mắt là cái cửa sổ thôi em. Yeah. À nó chưa vô tâm đi, hồn. Em đi khám thiệt đi anh. Tôi nghĩ là tới đây là được rồi. À được rồi. Xin cảm ơn hai đội. Trời ơi tôi muốn xỉu. Bây giờ mời thành viên thứ hai của hai đội. Quan điểm của chúng tôi đưa ra là đàn ông thường hứng thú hơn với của lạ. Nam chống nữ bên. Ok. Nam chống. Mình không biết chủ đề gì mà đàn ông không vậy? Mình chống là đúng rồi đây. Đúng rồi, mình không thích của lạ. Mình là chết. Đời nào mà... Thôi thể hiện. Mừng quá. Đời nào mà thích của lạ. Đúng đời. Rồi. Từ nay 43 tuổi mà vẫn ăn cơm. Ngày nào cũng ăn cơm không? Không ăn phở luôn. Không ăn phở gì hết. Sai. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước tới giờ người ta toàn nghe là vợ bé không à. Chưa bao giờ có chữ chồng bé hết. Xuất sắc. Em nó hoàn toàn sai. Ông nguy hiểm dễ sợ. Ông nói xong cái tụi ông đưa ra một cái lý luận gì khủng khiếp. Em nói hoàn toàn sai. Em nói vợ bé sai. Nhưng mà vợ bé không phải là của lạ. Vợ bé là quen rồi. Đúng. Đã là vợ là cũng là của quen. Không phải lạ. Nhưng mà nói là một của lạ bằng 10 tạ của quen. Xuất sai. Cái chủ đề này khó quá. Khó chứ. Đổi lại nó hay hơn. Đâu hay. Bên đó chồng vui. Chơi. Là con người mà ai mà không thích mới. Cái đồ cũ á các bạn mặc hoài các bạn có mua đồ mới không? Thì đó nãy em đi ngang đàn ông tôi cũng vậy thôi. Anh ăn phở thường xuyên. Công Vinh ăn phở thường xuyên. Thôi chết rồi. Chị làm cái gì mà không nấu cơm cho anh ăn? Chị tự tin lắm em. Đàn ông không thích của lạ bằng chứng sống là chồng em.
Bằng chứng sống là chồng em. Đó, chồng em sống. Yêu em bao nhiêu năm nay, không có của lạ. Chắc không? Dạ chắc. Dạ chắc. Sao chắc được? Chắc là tại tiền em giữ hết rồi. Giờ chồng em có đi cà thẻ đâu, máy nó cũng về máy em. Xuất sắc. Cái gì mà lời dữ vậy trời. Trời ơi trời, tôi chết thiệt. Làm sao binh đàn ông được? Không binh được luôn hả? Không binh nói được. Mà ngựa nguyện luôn á. Ừ. Chủ đề thứ ba, mời thành viên cuối cùng. Cái nết đánh chết cái đẹp. Chồng. Như nãy nói đàn ông yêu bằng mắt, mà mắt chỉ nhìn được những cái gì nó hữu hình thôi. Cái đẹp là nó hữu hình, cái nết nó không có hữu hình, cho nên yêu cái đẹp hơn. Nhưng cái đẹp nó đánh bẹp cái nết. Đúng. Bình thường người ta nói cái nết tức là về lấy chồng về là phải nấu ăn, phải chăm sóc con, quán xuyến nhà cửa. Nhưng bây giờ đâu cần những cái việc đấy nữa đâu. Đúng. Chỉ cần cái đẹp thôi. Đúng. Chỉ cần ngắm làm thôi. Đẹp là không đẹp, đẹp không đẹp là không còn làm gì được hết. Xuất sắc. À, bây giờ con người làm hết rồi. Nhiều lúc chăm cháu có bà ngoại, bà nội. Đúng chưa? Nhưng mà nói nè, cái đẹp bao giờ nó cũng có giá trị hơn. Bởi vì sao? Đó, bây giờ là thẩm mỹ viện là sửa sắc đẹp không à. Không ai sửa hết. Không ai sửa hết. Xuất sắc. Bởi vậy cái nết nó mới quan trọng hơn là cái đẹp. Cái đẹp còn đi sửa được, cái nết không đi sửa được. Xuất sắc. Bây giờ làm gì làm á, mới gặp nhau phải là nhìn nhau, yêu nhau. Là lúc đầu là cô vợ cũng rất là đẹp. Càng ngày càng để lụi tàn, thấy ghê. Rồi tại sao anh lại phản bội tôi? Phải đẹp, phải giữ cái sắc đẹp của mình. Bây giờ em nói anh nghe nè. Cái đẹp nó có đi với anh theo suốt cuộc đời anh không? Không. Đến một ngày nào đó nó cũng phải lụi tàn. Rồi lúc đó chỉ còn cái nết mới sống với anh suốt cuộc đời. Đúng vậy. Bây giờ mấy mốt nó lụi tàn, nó xấu, nó còn mất nết nữa thì làm sao mà sống? Dạ. Người ta có một cái từ gọi là đẹp lão mà dạ. Đúng không? Da cũng phải đẹp. Anh nói cái đẹp nó quan trọng hơn. À, sao quan trọng hơn? Mẹ ở đây Thủy Tiên của mình, Thủy Tiên có chồng rồi đó. Hai đứa em là chưa có đó. Bảy. Em cũng có luôn hả? Em có chồng mà nói gì vậy? Thì Đạt nó thích cái nết hơn. Trời ơi. Giờ mình đổi, ra. Trời ơi lẹ vậy sao? Mình đổi ra đó. Em thích nết hơn. Anh Trình, mình cái này nói cái đẹp quên hết rồi. Đó, giờ giờ mình chỉ nói cái cái đẹp không có giá trị gì, không giá trị gì hết. Cái vợ đẹp về không biết lau nhà, quét nhà, rửa chén, không biết làm gì, tối ngày phè ra đánh phấn đánh phấn đánh phấn làm gì ăn. Tổng thương ông lật mặt ghế sợ luôn á trời. Lần đầu tiên tôi mới thấy công huynh đá hai sân luôn nha, má ghê thiệt chứ. Thiếu hoa hậu, người ta chưa kịp thấy cái nếp nó ra làm sao thì đầu tiên người ta phải đẹp con cái. Đúng rồi, không lẽ bây giờ một nhỏ xấu quắc nó vô nói anh ơi em cho em nộp đơn thi hoa hậu bị cái nếp em đẹp quá. Ở đây là em và anh Thành là có vợ rồi. Đúng rồi. Cái nếp nó rất quan trọng vì những lúc mà mình khó khăn nhất, những lúc mình cơ hàn nhất, đúng, mình sụp đổ nhất, bên cạnh vợ mình đều chăm lo cho mình. Đúng vậy. Chăm lo cho mình và những lúc đấy mình cảm thấy rằng là có những lúc đàn ông chỉ dựa vô được cái nết của đây, vợ thôi. Đúng. Chỉ cần cái đó thôi chứ không cần sắc đẹp. Đẹp. Đây, anh mà cho, ảnh hưởng đến khuôn mặt. Anh ví dụ lời của Vinh nè. Đúng không? Đang thất bại sự nghiệp nè, vừa đi về cái thằng vợ đẹp bước ra, bất tài quá vậy. Mất nết. Chết liền. Mất nết, còn vợ xấu đi không? Xấu đi. Anh mọi chuyện rồi sẽ qua, anh sẽ đứng dậy được. Đúng không? Đứng dậy được. Okay. Cái nết nó quan trọng lắm. Xuất đúng sắc. Diệu Nhi. Nãy giờ chưa nói gì nha. Nói đi. Những gì em cần nói hai chị cũng đã nói. Sắc đẹp và cái nết em phải chứng tỏ mình có một thứ đi chứ. Thưa quý vị,